chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, tiệm vàng Kim Thành Thảo có chương trình mua vàng trúng vàng nha. Giải đặc biệt là 10 chỉ vàng 4 số 9 trị giá 82 triệu đồng. Giải hàng tuần là 5 phân vàng 4 số 9 trị giá 4 triệu 100 ngàn đồng. Ưu đãi giảm 30% tiền công, tặng nón bảo hiểm, tặng ly sứ cao cấp. Vậy thì xin mời quý khách hãy dành một chút thời gian quý báu đến tiệm vàng của em nha. Dạ, tỷ lệ tham gia như sau ha. Mỗi hóa đơn quý khách mua hàng nữ trang từ 3 triệu sẽ nhận được một phiếu thúc thăm trúng vàng. Ngày công bố có giải đặc biệt trúng 10 chỉ vàng 4 số 9 đó là vào lúc là 7 giờ tối ha, của ngày 20 tháng 10 năm 2024. Đây, 10 chỉ vàng đây. Còn cái ngày công bố đầu tiên mà của giải 5 phân á, hàng tuần á, thì là diễn ra vào lúc là 7 giờ tối thứ 6 ngày 27 tháng 9 năm 2024. Cứ mỗi tuần là vào thứ 6 là tiệm sẽ trao giải hàng tuần. Còn là tất cả các cái chương trình mà mua vàng, trúng vàng á, thì là sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 10 năm 2024. Là ngày hôm đó là ngày phụ nữ Việt Nam. Vậy thì là em mời quý khách á, đến tiệm vàng của em ha, để theo dõi và nhận giải của buổi lễ bốc thăm trúng vàng nha. Rồi cuối cái video này á, em mến chúc quý khách sức khỏe dồi dào và nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Dạ em xin chào ạ. Xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo luôn nha. Hôm nay là ngày đặc biệt của tiệm em luôn. Và em sẽ quay sơ lược một vòng cho mấy tình yêu của em ở trong tiệm em luôn nha. Đây là bước vào trong khung cảnh của tiệm là nhân viên và khách hàng đang buôn bán trong buổi sáng rất là vui vẻ luôn nha mấy tình yêu của em. Khách em là buổi sáng từ buổi tối là rất là đông ngập luôn ha. Và có những phần quà rất là dễ thương cho khách hàng yêu của em khi mua sản phẩm xong nè. Nón và ly luôn nha. Rồi đây là cái những phiếu bốc thăm trúng vàng từng hàng tuần và từng hàng tháng luôn. Đây là cái những cái ly sứ rất là cao cấp và được cái những nón bảo hiểm rất là dễ thương luôn nè. Rồi giờ mình cùng đổi nha. Rồi giờ mình cũng đi sắm vàng thôi. Rồi còn đây là những cái nét lao động rất là đẹp đẽ của tiệm em luôn và đang làm những cái thùng để cho mấy tình yêu em để bỏ phiếu bốc thăm vào nè. Rồi anh chị nào ở gần xa bên em, anh chị cứ lên tiệm em đi ha. Muốn những ngắm sản phẩm nào cứ thử thoải mái luôn nha mấy tình yêu của em. Nhân viên bên em rất là tư vấn nhiệt tình và rất là dễ thương luôn. Muốn thử cái nào em cho thử hết luôn nha. Anh chị đừng có ngần ngại mà nhờ nhân viên em lấy đồ thử cho mấy tình yêu ha. Nhã viết cho mấy tình yêu của em để tới tháng có tiền ra tiệm em mua vàng nè. Nhã viết cho mấy chị yêu ha. Còn đây là khách em là mua những cái sản phẩm rất là độc và lạ luôn nè. Và đã được những cái phiếu bốc thăm rất là đặc biệt luôn nha. Tới hàng tháng sẽ được là 10 chỉ vàng 24k luôn nha mấy chị yêu của em. Rồi bây giờ là anh sẽ đi bỏ những cái phiếu những đặc biệt giải thưởng may mắn này vào trong cái thùng nha. Và tới tháng sẽ là công bố những khách hàng nào mà may mắn là sẽ được tặng thưởng luôn nha mấy chị yêu nha. Với giá trị đặc biệt phần quà đó là 10 chỉ vàng 4 số 9 luôn nha. Trời, nhìn thấy anh chị nè, đăng ký này ha, ghi điền thông tin vào và bỏ vào trong cái thùng rất là thấy vui luôn nha mấy tình yêu kem nha. Vui khi tới tháng mà để được công bố những khách hàng nào mà may mắn để được tặng phần quà, phần thưởng nè. Đó, anh chị nào mà gửi lần sau nha, ghé tiệm em nha. Dạ, tất cứ video em xin chào và hẹn gặp lại mấy tình yêu kem nha. Chúc anh chị yêu kem một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui trong cuộc sống và sức khỏe dồi dào nha. Anh chị nào mà ở gần xa mà chưa tới tiệm em thì hãy ghé tiệm em dù chỉ một lần để trên những sản phẩm độc về lạ về cho bản thân của mình luôn nha mấy chị. Bên em mẫu mã bên em rất là đa dạng và phong phú và trên những cái sản phẩm rất là độc và lạ luôn hay chưa từng có luôn nha. Và anh chị ghé tiệm em là sẽ được những cái phần quà rất là dễ thương luôn. Anh chị nào mà mua giá trị với những sản phẩm mà dưới 10 triệu là sẽ được là một cái ly uống nước sứ nha. Cái này là hàng cao cấp bên em luôn và có in mộc tiệm em nha. Và giá trị hơn 10 triệu đồng là sẽ được nón bảo hiểm cho bản thân của mình nè, để bảo quản cho bản thân của mình nha. Và những cái sản phẩm ở ngoài salon còn đặc biệt hơn nữa, khi anh chị mua hàng với giá trị hóa đơn là hơn 3 triệu đồng sẽ được một cái bốc thăm trúng thưởng mua vàng trúng vàng như thế này nha. Giải hàng tuần là sẽ được là 5 phân vàng chỉ giảm 4 số 9 và giải hàng tháng là được là một lượng giảm 4 số 9 luôn nha anh chị nha. Nên là anh chị hãy ghé tiệm em biết đến những sản phẩm và để được cái giấy bốc thăm như thế này. Kim Thành Thảo Nhã Viết cho các người yêu của em nha, để trên những cái sản phẩm và giải thưởng đặc biệt cho bản thân của mình luôn. Tới cuối video em xin chào và hẹn gặp lại mấy tình yêu của em nha. Chúc mấy chị yêu em một ngày thật là vui vẻ và hẹn anh chị không xa ghé tiệm em nha. Địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bên em có chỗ đậu xe hơi và xe máy cho các tình yêu kem, nên là anh chị có đừng ngần ngại mà lên tiệm em nha. Và bên em đang giảm giá 30% tiền công tại tiệm luôn, nên là anh chị hãy ghé tiệm em để được nhận sản phẩm về nha. Rồi hẹn anh chị một ngày không xa, bye bye anh chị. Là trên 10 triệu em tặng nó bảo hiểm, dưới 10 triệu em tặng một cái ly sứ cao cấp như thế này. Và mỗi khách thì được một sản phẩm thôi, chứ không phải là mình mua 100 triệu là tặng là 10 cái ly, 10 cái nón là không phải như vậy nha. À,
Út chỉnh đi, khi nào có tiền công không vậy? Là cái nhẫn thì sản phẩm, có sản phẩm này em nói có công thì là không thì mới lấy công, còn không nói gì có nghĩa là không lấy công. Rồi chỉnh đi khi nào có là nhân viên em sẽ báo cho chị, chuyển cọc em mới chỉnh đi. Có bông mai đít đẩy hôm sau em lên cho mấy chị chuyển khoản cho em liền nha. Chuyển khoản giùm em. Nội dung chuyển khoản với tép Facebook mình thôi mấy anh chị nha, không đi mua vàng, mua bông hay mua nhẫn gì hết nha mấy anh chị. Rồi cho đổi vàng luôn, cho dù đổi vàng hay ghé tiệm hay ở nước ngoài gì cũng chuyển cọc giùm em một đơn 1 triệu. Thu hộ không quá 5 triệu. Đổi vàng thì bây giờ rất là dễ. Không mua tiệm em cũng được luôn, khác tiệm cũng cho đổi được. Miễn là còn nguyên vẹn là được đổi ngang. Còn vàng nhà em thì đeo có hóa đơn để chứng minh mua nhà em, đều dù đeo nát đi nữa vẫn được đổi sờ ngang bình thường nha mấy anh chị. Rồi xong ha. Rồi khách ghé tiệm thì ở tiệm đang có chương trình giảm 30% tiền công, và mấy chị sẽ cũng được tặng nón bảo hiểm và ly y như là trên livestream này, được giảm 30% tiền công nữa. Rồi mỗi hóa đơn mà trị giá là 3 triệu á là sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng, mà mua 30 triệu thì được 10 phiếu, ví dụ vậy. Thì em sẽ có chương trình là một tuần em sẽ thử một cái nhẫn 5 phân vàng 4 số 9 là quay luôn trực tiếp cho mấy anh chị coi. Còn một tháng là sẽ tặng cái nhẫn một lượng 4 số 9 nha mấy anh chị nha. Đó là giải thưởng là như vậy, và sẽ quay vào ngày giải đặc biệt, đó là sẽ quay vào ngày 20 tháng 10 là nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, lúc 9 giờ tối livestream trực tiếp cho mấy anh chị coi luôn nha. Đổi vàng vẫn được phiếu bốc thăm luôn nha. Ví dụ đổi vàng cái dây một lượng, thôi nói một lượng đau tao bố lớn quá, dây một chỉ đi, đổi lấy cái dây một chỉ bù tiền công thôi, đúng không ạ? Thì tiền công nó được giảm 30% tiền công rồi. Lấy cái giá trị mà của cái sản phẩm mới đó quy ra là nếu mà được 3 triệu thì được một phiếu đó, 6 triệu được 2 phiếu, đổi vàng vẫn được phiếu bốc thăm trúng thưởng. Nhớ nha, chương trình có thời hạn đó, 20 tháng 10 là kết thúc. Nhanh tay ghé tiệm, mua tại tiệm, đã được giảm 30% tiền công rồi, cả vàng 24 luôn, mà còn được phiếu bốc thăm trúng thưởng, được đem nón bảo hiểm về, được đem ly về, có nghĩa là 100% có quà cho mấy anh chị rồi đấy nha. Vàng một lượng vàng 4 số 9 nha, trị giá 82 triệu đó, là giá trị đặc biệt, là một tháng em quay luôn nha mấy anh chị, nhớ nha, sắp xếp ghé tiệm. Mới mua tuần trước được 3,5 cây, giờ được phiếu không? À, chương trình bắt đầu ngày mai nha mấy anh chị, chứ bắt đầu từ ngày mai mới có ạ. Ok Út, không biết có được gì không mà nghe thích quá. Em Châu nghĩ là cái tỷ lệ trúng rất là cao đó mấy anh chị, bởi vì là em cho mấy anh chị quá nhiều phiếu, chứ không phải là thường á, nếu mà em tính toán em sẽ cho 10 triệu phiếu, nhưng mà em cho 3 triệu phiếu, mà muốn bỏ vô cái thùng 5 phân thì bỏ, mà muốn bỏ vô cái thùng 1 lượng cũng được, tùy anh chị thôi nha. Ra tiệm mới được lấy phiếu đúng không? Chốt online không có được lấy phiếu, đúng rồi. Chốt online là quá rẻ tiền công rồi, Út không thể nào chơi nổi cái thể lượng mà quay nữa, cho nên là thôi. Thì để trời thương thì Út sẽ cố gắng livestream hay làm một cái chương trình khác. Còn bây giờ ở tiệm trước cái đã, ra tiệm để làm chi? Thăm em cái đi mấy anh chị, toàn coi qua màn hình không à nha. Qua thăm em cái giảm 30% tiền công, đồ ý giảm 50-100 ngàn trên 1 gram nha mấy anh chị. Bốc thăm là như thế nào hả em? Rồi bốc thăm là như thế này, nói lại nha. Trời ơi, uống miếng nước rồi đã. Bốc thăm gì nè mấy chị, một tuần quay bốc thăm một lần, em sẽ có cái phiếu, một phiếu để tiệm em, một phiếu mấy chị đem về nhà, đúng không? Mua 3 triệu là đã được, mua nữ trang 3 triệu là được một phiếu, mà mua 10 triệu là được 3 phiếu, ví dụ vậy đó. Mua 12 triệu được 4 phiếu, mua càng nhiều tiền càng được nhiều phiếu. Rồi sao, một muốn bỏ vô thùng là một tuần á là em quay tặng nhẫn 5 phân vàng 4 số 9. Còn có một cái thùng á là em quay là một tháng lận, có nghĩa là ngày 20 tháng 10 em mới quay là sẽ được một lượng vàng 4 số 9, và trị giá nó là 82 triệu đó nha mấy anh chị, không có nhỏ đâu nha. À, còn 5 phân thì bây giờ em nghĩ cũng là 4 triệu mấy rồi phải không mấy bé? 5 phân là bây giờ là 4 số 9 là tầm khoảng 4 triệu mấy rồi đó mấy anh chị nha, 4 triệu mốt đó. 4 triệu mốt, còn giải thưởng mà một lượng ấy tính theo thời điểm hiện tại bây giờ là 82 triệu rồi mấy anh chị nhé. Ghé tiệm để được bỏ vô cái thùng đó, mình có ví dụ 10 phiếu mình muốn chia cho thùng này là 9 phiếu, thùng này 1 phiếu cũng được, hoặc muốn bỏ hết một thùng nào đó 10 phiếu luôn tìm anh chị. Còn cái mà một tuần quay một lần là rất là dễ trúng đó là cái 5 phân, còn cái kia là tới tháng mới quay lượng mấy anh chị nha. Có nhận 4 số chứ chị? Rồi thì ở tiệm á là được giảm 30% tiền công và được tặng luôn, có nghĩa là 100% khách tới là sẽ có quà. Hóa đơn trên 10 triệu, ngoài đưa phiếu ra em còn tặng một nón bảo hiểm.
dưới 10 triệu thì sẽ tặng một cái ly về mấy anh chị uống nước cho ấm cúng nha. Đây là ly sứ cao cấp, nón bảo hiểm cũng mua ở trên công ty chứ không mua hàng trôi nổi, cho nên cam kết về sự an toàn cho mấy anh chị đó.